Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp ha. Ủa, anh này được mấy là? Anh này là chủ nhật. Ok, chủ nhật đến với một con game kiếm hiệp nào? Ủa, bỏ qua được hướng dẫn đầu game hả ta? À, không, nó vẫn phải chạy hả? Nhưng mà không sao các bạn, chúng ta đi đánh mấy con này nó trâu ha. Chúng ta còn được mãn nhãn nhìn xem mấy cái kỹ năng của nó. Chứ sao mà các bạn chạy xong nhiệm vụ rồi thì thôi, đánh với mấy con cóc ké một mình con nhân vật chính đánh nó cũng qua nữa, nói chi mấy con tướng mà các bạn nâng. Nên đây là dịp để cho chúng ta mãn nhãn này ha. Đó. Game có cái này là thuộc dòng kiếm hiệp nha anh em. Này kiếm hiệp đó, chém cái nào là rớt cái đó. Ok rồi, bây giờ vô rủ thằng này đi đánh chung nè. Đó đây đó. Ủa, nhớ là đâu à, khúc này hả ta, khúc nào ta? Mình nhớ là có một con đây anh kiếm sĩ hồi nãy nè. Đó. Nhưng mà đừng nộ anh này, nộ anh này phí lắm, tướng tăng mà. Ủa mà sao ok, không nộ nó cũng qua luôn các bạn ơi. Đó. À, mấy con đầu các bạn chạy miễn bạn còn thấy được nó trâu bò. Chứ xong cái nhiệm vụ rồi thì thôi, Galia map khá là nhanh, gần như là bấm vô là chết. À, ngũ phong tiên nhân hả? À, thần yêu tiên ma luôn, thần ma yêu giới luôn. Đây, nổ là nó nổ con này nè. Đó, nổ anh này là khá phê, đừng có nổ cái con cầm kiếm khá xu luôn á, cũng khá mà là khá xu á các bạn. Không biết là game quy cho chúng ta những gì ha, mới lấy về xong rồi tải xong rồi cài đặt rồi chơi luôn chứ cũng chưa có lưu qua cái thông tin server nữa. Đây, cứ nổ con này cho heo, 35 điểm, cho nổ khá nhanh. Thôi ơi, vừa xong là nổ tiếp rồi. Còn con này 50 điểm mà đam yếu lắm. Ê, giờ thử để cho nó đầy luôn 70 coi nổ coi sao coi. À, con đó là bút máu hả? Đây. Đây, gần rồi, đây. Nổ hai lần liên tục nè. Đó, một lần nữa nè. Đó, hợp lý không? 3 lần luôn. Thôi ơi. Win, you win. Quá lẹ. Đây, chuẩn bị đánh với boss nè hả? Đó. Anh này khóc vì bị boss quýnh. Đó. Không, mấy anh em này lỡ an ủi. Đầu boss đầu. Đó, boss sức thế. Rồi, cả đám đạo sĩ này đi theo vô luôn. Đó. Quickly hả? Để là Quickly đẹp hơn chứ ta. Đâu rồi, con nào đây. Đó, anh này dùng kiếm nè. Trời ơi. Đủ không? Không đủ rồi. Rồi, xong. Kết cục là biết là phải thua rồi đó. Rồi, chúng ta đến với thông tin server nha các bạn. Đây. Mới có mạng lại, hồi nãy giờ nó rớt mạng. Nào, gai mở X1 thần ma 2D à, thời gian 10 giờ ngày 7 tháng 5 2023, chơi ngay tại thần ma 3D cái gì 2D.com. có tân hữu, có chào mừng server mới, tạo nhân vật vào game, nhận VIP 15.8 triệu 8 kim nguyên bảo sau khi nhập code. Event xe, event trong game đó, tất cả là 33 triệu. Trời ơi, thời tới cản không nổi. Cót ngày 5 triệu. Ôi ôi, đăng nhập hàng ngày, nhận tướng Tôn Ngộ Không cộng 3. Gì, đăng nhập ngày 1 hả? Nhận Tôn Ngộ Không 3 triệu kim nguyên bảo cộng vật phẩm. Wow. Sự kiện đăng nhập 7 ngày, nhận 3 triệu cộng tướng VIP. Đó, quà online mỗi ngày 1,5 triệu cộng vật phẩm khác. Đua top hoạt động hả? Chiêu mộ nhận mảnh Tôn Ngộ Không VIP thẻ tháng cộng thẻ vĩnh cửu,
nhận kim nguyên bảo mỗi ngày, tăng hùng tính toàn đội, chuyển su web thành kim nguyên bảo, nhận thêm kim nguyên bảo trong game. Sự kiện nạp đơn, tỷ lệ nạp thẻ 200%, 100.000 bằng 200.000 su web. Tỷ lệ quy đổi su là 300.000 su bằng 10 triệu hả? Đúng rồi, 300.000 su bằng 10 triệu kim nguyên bảo cộng 5 triệu nạp đơn cộng vé đổi vật phẩm, tỷ lệ lần đầu đổi xu nhân 3 tất cả móc ha. À, là 300.000 xu bằng 30 triệu kim nguyên bảo nha. Nhóm Zalo like xe được kim nguyên bảo nữa nè. Like xe comment nhận 5 triệu kim nguyên bảo. Sự kiện đua top 7 ngày. Top 1 1 triệu xu web 500.000 dịp 50.000 kim nguyên bảo, 500.000 đồng. 5 triệu 500 triệu đồng chứ, 5 triệu chân khí, hồng sắc tiên hồn tự tuyển rương nhân 3 hả? Hồng sắc tiên hiệp tự tuyển rương nhân 30 nữa nè. À, rất nhiều luôn. Đua top nạp hả? À, không. Đua top luận đạo đài. À, 20 triệu kim nguyên bảo. Đua top đấu tiên đài. 20 triệu nữa. Nạp ATM Momo thêm 200%, hotline, group Zalo, cái kiểu con đà điểu. À, ngon lành cành đào, trời ơi. Ok, ôi có code ngày nữa vậy nè. À, không phải, lộn rồi. Ở đây, rồi để đi xin code cái đã các bạn. Rồi, để phải chạy xong cái hướng dẫn ở trong này cái đã. Lâu như cái gì vậy đó. Rồi, đó, giờ vô đây rồi còn đó. Đó, 8 triệu 8 9 nè ha, gần 8 triệu 9 á. Để cho chạy xong cái hướng dẫn đó, để chút nhiều anh em hỏi ủa kim nguyên bảo đâu, chưa nhập code sao có, rồi ủa VIP ở đâu, tướng ở đâu ra, rồi này nọ nữa. Đây VIP là 15 này nha, rồi đi nhập code thôi. Nhập code xong thì rồi rương nè, ok vô hư nè hả, đây a ship nhận kim nguyên bảo trước ha, 10 triệu nè đó. Rồi ở đây lãnh thêm đồng nè, fit god rương nè hả, hất bảo lên level nữa nè hả đó. Ok là rất nhiều rất nhiều đây. U trang bị lắm thế, lụm liền này gì đây. À, này là đá 10. À, hình như nhớ là điểm danh là nhận được ngộ không đúng không ta? Hình như nhớ là vậy, hồi nãy nhớ là nghe là hồi nãy đọc sơ qua là có đó. Ok ok, để em ra tìm coi. Điểm danh 7 ngày, chắc ở đây không phải quá. Vậy là không biết là điểm danh ở đâu hay là đang hàng ngày gì đó. Chứ ở đây là phải không có nè hả? Nạp tiền. Đó, VIP nè ha, đây. VIP, nhận quà VIP, mua luôn ha. Trời ơi, game quá trời rẻ mà anh em. Nhận quà, quà VIP nè ha, miễn phí ha. Còn anh em mua rương thì nó mới mắc nha. Đấy, đầu vô là có 300 triệu đồng luôn rồi đó. Tha hồ mà chơi, mua hết. Thôi, để ra đi, tí quay lại mua tiếp ha. Là quà online nè. Ôi online nhận kim nguyên bảo nữa nè. Đó. Nhận kim nguyên bảo nữa nè. Đó. Ok. Ôi được 1 triệu rưỡi một ngày. Ngon. Danh ngàn thứ nhất. Rương đang. Ủa. Sự kiện. Quà đăng nhập. Ui thiệt nè anh em. Oh my god. Nữ oa ngày thứ hai. Minh Tiếu đạo nhân. Wow, con ấy luôn nè. Thôi vũ rồi. Ôi toàn tướng VIP không. Thần vương thì nhớ là phải nạp mới có. Đây ngộ không luôn à. Wow, 2, 4, 3 triệu một ngày. Ngon rồi, ok tin rồi nha. Hồi nãy giờ còn không tin, tưởng đâu là game không có. Bây giờ là thấy rồi. Đâu rồi, bây giờ. Ủa
Ủa, tôi tướng đây, như là vô ghét hả ta? À, đây. Ôi. Vâng, bạn đã nhận được cho mình ngộ không? Đi test liền anh em ơi. Thôi ơi, lần đầu tiên, ai đi quay tướng cái đi. Không, đây không phải là chỗ quay tướng. Nào, đây là chiêu mộ nè. Đó. Thôi ơi, tiền nhiều mà bồ. Ok, tướng đỏ là vô tư. Tiếp luôn. Đó, một con tướng đỏ nữa. Ok, ông này cũng VIP lắm nè. Đấy, đấy, nhìn là thấy VIP rồi. Ok, tướng đỏ nữa nè. Wow. Ui, tỷ lệ ở đây không, tướng đỏ hay tướng cam ta? Tướng cam, đây mới tướng đỏ nè. Ôi, con đó tướng đỏ luôn. Ê, cái tỷ lệ quay ở đây nó khá là thơm nha anh em ơi. Ừ, nó rẻ đấy. À, ok. Rồi còn con nào khác không? Tướng đỏ luôn hả? Ok, hai con luôn. Trời ơi, ngon lành đấy, từ từ đi. Trời ơi, chiêu mộ đây được quà nữa hả? Lụm tiền. À, ship hàng đó bạn ơi. Ship hàng nhận được thêm mảnh ngộ không nữa. Bạc vu hả? Ok, ok. Rất nhiều tướng ngon hiếm luôn nè. Trời ơi, ra trận. Khoan, đây. Giờ thì ta để đúng một con ngộ không cho nó ra trận thôi. Đó, vậy là đẹp lên. Trời ơi, quá đẹp. Để đi ăn cấp full luôn. Nhất cấp 41. Trang bị nhất cấp luôn nè ha. Đã hoàn thành trang bị. Rồi nhất quyển luôn. Cảnh giới đột phá luôn. Lên sao luôn. Ủa không đủ hả? À, không đủ thôi. Ok. Thần nồng mặt luôn. Nhất kiện luôn. Tăng luôn. Ok luôn. Lên level luôn. Rồi bây giờ game một con luôn. Rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. Đó, mô tả và bình luận đầy đủ hết. Đó, tự động. Trời ơi. Một mình ngộ không đánh là phê rồi các bạn. Ngộ không này khó kiếm lắm nha. Thường là phải nạp vô event đồ đó. Giờ thì chúng ta đã có full rồi. Ok, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Quá thơm.